Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi hàng ngày của 12 con giáp trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Trong chuyên mục tử vi hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn tử vi ngày 23 tháng 2 năm 2020 dương lịch của 12 con giáp. Thì theo tử vi ngày 23 tháng 2 năm 2020 dương lịch sẽ hướng dẫn các bạn biết cái công việc, tiền bạc, tình cảm, căn mệnh của 12 con giáp trong ngày 23 tháng 2 hôm nay, và con giáp nào được gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Thì cái nội dung tử vi ngày hôm nay sẽ giúp các bạn xem xét mọi cái khía cạnh tốt xấu qua cái nội dung trong video này. Trước hết chúng ta cùng đến cái thông tin chung của ngày 23 tháng 2 năm 2020 dương lịch là vào Chủ nhật và âm lịch là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2020 âm lịch. Ngày Bính Thân, tháng Kỷ Mão, năm Canh Tý, ngày Hắc Đạo, Bạch Hố Hắc Đạo, tuổi xung khắc ngày là Canh Dần, Nhâm Dần. Giờ tốt trong ngày là giờ Tý từ 23 cho đến 0 giờ 59 phút, giờ Sửu là từ 1 giờ cho đến 2 giờ 59 phút, giờ Thìn là từ 7 giờ cho đến 8 giờ 59 phút, giờ Tỵ là từ 9 giờ cho đến 10 giờ 59 phút. Còn giờ Mùi là từ 13 giờ cho đến 14 giờ 59 phút. Giờ Tuất là từ 19 giờ cho đến 20 giờ 59 phút. Giờ xấu trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 4 giờ 59 phút. Giờ Mão là từ 5 giờ cho đến 6 giờ 59 phút. Ngọ là từ 11 giờ đến 12 giờ 59 phút. Thân là 15 giờ cho đến 16 giờ 59 phút. Giờ Dậu là từ 17 giờ cho đến 18 giờ 59 phút. Giờ Hợi là từ 21 giờ cho đến 22 giờ 59 phút. Hướng tốt là Tây Nam và Đông. Việc nên làm là bốc thuốc, uống thuốc, chữa bệnh. Còn cái việc kiêng kỵ là đóng mới nội thất, cho vay, động thổ, san nền, đắp nền. Liên quan nhậm chức, thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, học kỹ nghệ, làm lễ cầu thân, vào làm hành chính, đơn từ kiện tụng. Và cái tử vi ngày 23 tháng 2 năm 2020 của 12 con giáp được phân tích và đánh giá qua cái nội dung dưới đây. Bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu qua cái nội dung của video chúng tôi. Trước hết chúng ta cùng đến với tuổi Tý trong ngày 23 tháng 2 năm 2020 này. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Tý, công việc diễn ra không thực sự thuận lợi, có chút khó khăn. Các kế hoạch lập ra lúc trước sẽ diễn ra không theo đúng lộ trình và quỹ đạo mong muốn của bản thân. Điều này đồng nghĩa với việc phải mất thêm một khoảng thời gian để sắp xếp và thực hiện để công việc tiến triển đúng theo kế hoạch từ trước. Về tiền bạc tài lộc liên xuống thất thường, bản thân cần lưu ý hơn tới vấn đề chi tiêu trong ngày, hạn chế mua sắm phung phí để không lâm vào tình trạng tung thiếu. Về tình cảm, đón nhận cái tin vui cực bất ngờ có Tý Sửu lục hợp, giúp tuổi này có được những cái phút giây êm ấm bên cạnh người mình yêu thương. Bản thân có thể an tâm vì bên cạnh mình lúc nào cũng có người sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu, và đây chính là cái động lực lớn nhất của mình. Màu sắc may mắn là màu xám, quý nhân phù trợ là tuổi Mùi, con số may mắn là 6 và 17. Và tiếp theo xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với tuổi Sửu trong ngày 23 tháng 2 năm 2020. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Sửu, công việc diễn ra hanh thông tốt đẹp, nhờ thực thần phù trợ đã giúp bản thân nhanh chóng khôi phục lại tinh thần hào hứng, nhiệt tình vốn có trước kia. Mặc dù rất khó tránh khỏi mọi cái rắc rối và trở ngại trong công việc, nhưng tất cả đều không thể làm khó được ý chí quyết tâm của mình. Về tiền bạc tài lộc có chút biến động nhẹ, bản thân có kế hoạch chi tiêu cụ thể của mình như trước tới nay để có cái khoản tích lũy an toàn. Về tình cảm, kém sắc đi xuống do ảnh hưởng của Sửu Sửu tự hình, nên đã sinh ra nhiều bất đồng, tranh cãi giữa các cặp đôi. Trong khi ai cũng muốn bảo vệ cho cái tôi của mình, thì việc nhường nhịn nhau là điều rất khó. Màu sắc may mắn là màu hồng, quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, con số may mắn là 9 và 21. Và tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi ngày 23 tháng 2 năm 2020 của tuổi Dần. Tử vi hôm nay của người tuổi Dần, công việc diễn ra dễ dàng nhờ chính ấn phù trợ, mà bản thân người tuổi Dần dù gặp vấn đề phức tạp tới đâu cũng đều hóa đơn giản. Chính nhờ sự thông minh và tài ứng biến linh hoạt trong công việc nên có thể giải quyết khó khăn một khoảng thời gian ngắn. Về tiền bạc tài lộc
tăng tiến tốt đẹp. Khả năng kiếm tiền và quản lý chi tiêu thông minh của bản thân đã giúp con giáp này củng cố nguồn tích lũy, thêm vững mạnh lâu dài về sau. Về tình cảm và điểm sáng êm đẹp, người độc thân có cơ hội rất lớn tìm được một nửa kia của mình, một người tâm đầu ý hợp. Bản thân nên trân trọng cơ hội tốt này vì không phải lúc nào cũng có được may mắn như vậy. Màu sắc may mắn là màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, con số may mắn là 7 và 23. Bây giờ chúng ta lại đến với tử vi ngày 23 tháng 2 của người tuổi Mão. Tử vi hôm nay, người tuổi Mão công việc diễn ra khá hanh thông. Đây chính là thời điểm thích hợp để tiến tới các cái dự án, hợp đồng làm ăn mới. Bản thân còn được có cơ hội phát triển khả năng sáng tạo của mình, đặc biệt với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hay sáng tạo. Về tiền bạc tài lộc có chút biến động không nhiều, nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh của bản thân đã giúp thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính vì những cái khoản phát sinh ngoài ý muốn. Về tình cảm, hài hòa, tốt đẹp hơn. Người có đôi có cặp thì tình yêu đôi lứa trải qua nhiều ngăn cách mới tìm được không khí yên bình. Hãy cứ an tâm tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên cạnh người mình yêu. Màu sắc may mắn là xanh lá, quý nhân phù trợ là tuổi Mão, con số may mắn là 9 và 10. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Thìn trong ngày 23 tháng 2. Tử vi hôm nay, người tuổi Thìn công việc diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, để đạt được những cái thành tựu lớn trên con đường sự nghiệp thì đòi hỏi bản thân phải nỗ lực không ngừng. Cần phải có sự nhìn xa trông rộng, quan sát đa chiều. Ngoài ra, đừng quên việc lập kế hoạch trước cho tương lai và kiên trì thực hiện nó cũng là điều cần thiết. Về tiền bạc tài lộc đi xuống khá xấu vì sẽ có những khoản phát sinh ngoài dự tính nên sẽ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, chồng chất nếu không biết tính trước. Về tình cảm, gặp chút muộn phiền rủi ro do ảnh hưởng xíu thìn tương phá, khiến tâm trạng quan giáp này dễ bị căng thẳng, rối loạn quan hệ tình cảm của nửa kia của mình. Liên tục nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn vì có kẻ tiểu nhân cố tình phá hoại. Màu sắc may mắn là màu đỏ, quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, con số may mắn là 4 và 8. Bây giờ chúng ta cùng sang tuổi Tỵ trong ngày 23 tháng 2. Thì tử vi hôm nay, người tuổi Tỵ công việc diễn ra không dễ dàng, có khó khăn nhiều. Do tác động của kiếp tài khiến bản thân con giáp này cảm thấy tự ti, bi quan vì không được người khác tôn trọng. Tuy nhiên, lỗi là ở chính bản thân mình mới là nguyên nhân chính dẫn tới hiệu suất công việc bị trì trệ giảm thấp. Về tiền bạc tài lộc có biến động xấu, tuổi Tỵ nên sớm xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng khoa học để có được sự thoải mái trong chi tiêu, không bị tung thiếu. Về tình cảm có điểm sáng, theo tử vi may mắn có tam hợp phù trợ mà nên dần có niềm tin và hy vọng vào tình yêu. Bản thân nên buông bỏ quá khứ và sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ mới. Màu sắc may mắn là nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, con số may mắn là 5 và 35. Tiếp theo chương trình xin mời quý anh chị chúng ta cùng xem tử vi ngày 23 tháng 2 năm 2020 của tuổi Ngọ. Tử vi hôm nay, người tuổi Ngọ công việc diễn ra có chút bất ổn, trắc trở khó lường. Bản thân không tập trung vào công việc mà thường hay lo chuyện bao đồng của người khác, gây mất tập trung và thời gian của mình. Đây cũng là cái nguyên nhân chính gây ra cái rắc rối trở ngại trong cái quá trình mà xử lý công việc. Về tiền bạc tài lộc bình ổn hanh thông, sẽ có cái nguồn thu nhập ổn định nhờ cái khả năng quan sát nắm bắt thời cơ của những người tuổi Ngọ. Về tình cảm không mấy khả quan, có biến xấu. Ảnh hưởng của Sửu Ngọ tương hại khiến những cái mâu thuẫn hiểu lầm giữa các cặp đôi không những không được giải quyết mà ngày càng thêm gay gắt. Bản thân quá đề cao cái tôi của mình mà không biết đoái hoài tới cảm xúc của nửa kia. Màu sắc may mắn là màu vàng, quý nhân phù trợ là tuổi Thân, con số may mắn là 6 và 8. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tử vi ngày 23 tháng 2 của tuổi Mùi. Tử vi hôm nay với người tuổi Mùi công việc diễn ra không dễ dàng, chậm chạp. Do ảnh hưởng của lục xung nên có nhiều rắc rối diễn ra không theo đúng kế hoạch trông chờ. Tuy nhiên, nhờ có quý nhân giúp đỡ mà bản thân đã dần dần lấy lại tinh thần và bản lĩnh của mình và sau đó có bước nhảy vọt đáng kể trong công việc. Về tiền bạc tài lộc đi xuống có xu hướng xấu, bản thân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi muốn vay mượn ai đó tiền bạc, đề phòng rủi ro ngoài ý muốn. Về tình cảm, khởi sắc suôn sẻ, đây là cái thời điểm thích hợp để các cặp đôi dành cho nhau những phút giây ngọt ngào, lãng mạn. Người độc thân nên tham gia nhiều các hoạt động tập thể,
tiếp xúc với người khác giới nhiều hơn để gia tăng cái cơ hội tìm kiếm bạn đời. Màu sắc may mắn là xanh lá, quý nhân phù trợ là tuổi Dần, con số may mắn là 2 và 11. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Thân trong ngày 23 tháng 2 năm 2020 này. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Thân về công việc diễn ra khá ổn định, bản thân nên tập trung vào những công việc quen thuộc đơn giản, dễ làm hơn là chọn cách đổi mới trong cái khoảng thời gian này. Ngoài ra nên đề phòng, tránh nên tin người quá mà tự tay mình phá hoại những cái thành quả đã góp nhặt lên. Về tiền bạc tài lộc có bước nhảy vọt đáng kể, thăng tiến mạnh nhờ chính tài phù trợ đã mang lại nhiều cái tin vui liên quan tới tiền bạc. Về tình cảm êm đẹp và thăng tiến hơn, tuy đời sống vợ chồng việc bất đồng cãi vã là điều khó tránh khỏi, nhưng may mắn rằng cả hai vẫn nhường nhịn và cho nhau sự tôn trọng nhất định. Người còn độc thân vẫn chưa tìm được một nửa kia yêu thương vì nhân duyên đến muộn. Màu sắc may mắn là màu hồng, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, con số may mắn là 7 và 8. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với tuổi Dậu trong ngày 23 tháng 2 này. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Dậu công việc diễn ra khá suôn sẻ, hanh thông. May mắn đem tới cho người tuổi Dậu khá nhiều cơ hội để thể hiện năng lực. Tuy nhiên bản thân phải biết cần cù chịu khó, không phải lúc nào cũng trông chờ vào vận may. Về tiền bạc tài lộc vô cùng rực rỡ, thăng tiến rõ rệt, có thiên tài phù trợ đã đem tới khá nhiều tin vui liên quan tới việc tiền bạc tài lộc. Về tình cảm hài hòa viên mãn nhờ có tam hợp che chở, những người tuổi này sẽ có chỗ dựa tinh thần vững chắc để vượt qua các áp lực cuộc sống. Người độc thân cũng nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương hơn thông qua các cuộc gặp gỡ bạn bè kết giao. Màu sắc may mắn là màu đen, quý nhân phù trợ là tuổi Thìn và con số may mắn ở đây là 4 và 12. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Tuất trong ngày 23 tháng 2. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Tuất về công việc diễn ra có chút bất ổn nhẹ. Cần phải hiểu rõ một cái điều rằng mọi thách thức lúc này đều do tự bản thân mình tạo ra chứ không phải ai khác. Tuy nhiên nếu đã được sự bình tĩnh, kiên quyết và nhẫn nại thì không có việc gì có thể làm khó người tuổi Tuất được. Về tiền bạc tài lộc có biến động đi xuống do nguồn thu không ổn định mà các khoản phát sinh lại tăng cao, dễ khiến rơi vào cái cảnh túng thiếu. Về tình cảm ảm đạm, nguội lạnh, bản thân đang bị tác động bởi ngoại cảnh khiến mối quan hệ tình cảm gặp trục trặc không được như mong đợi. Hãy chú ý rằng những quyết định thiếu sáng suốt trong thời gian này đều có thể dẫn tới sự xa cách trong mối quan hệ của hai người. Màu sắc may mắn là màu vàng, quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, con số may mắn là 5 và 9. Và bây giờ chúng ta đến với con giáp cuối cùng trong 12 con giáp, đấy là con giáp tuổi Hợi. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Hợi công việc diễn ra hanh thông, thăng tiến nhờ có chính quan phù trợ nên làm việc gì cũng dễ dàng và suôn sẻ. Người tuổi Hợi có thể bắt đầu tính tới các cái kế hoạch hay dự án tiếp theo khi hoàn thành xong các cái dự án trước đó. Tuy nhiên đừng quên tham khảo ý kiến của người khác có kinh nghiệm để có được những quyết định sáng suốt và đúng đắn hơn. Về tiền bạc tài lộc gặp nhiều may mắn tốt đẹp, đã có quý nhân soi đường chỉ lối, đem tới cho bản thân khá nhiều cơ hội vận may về tài chính. Về tình cảm có chuyển biến tích cực nhờ có tam hội nâng đỡ, đã mở ra khá nhiều cơ hội cho người độc thân để kết nối với người khác giới, tìm được nửa kia của mình. Người có gia đình, tình cảm gia đình không vì những bất hòa, hiểu lầm mà trở nên lạnh nhạt xa cách. Màu sắc may mắn là màu nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Mão, con số may mắn là 5 và 14. Quý anh chị thân mến, trên đây đó là vận trình 12 con giáp trong ngày 23 tháng 2. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc hay muốn tư vấn riêng về tuổi của mình, quý anh chị vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ tư vấn và phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, công việc mọi sự hanh thông và mọi việc đều thành công như ý. Thay mặt những người làm chương trình xin được chúc quý anh chị có một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.